Honda E-Blade 1502-2020 có thêm đối thủ siêu ngầu từ Yamaha, giá hấp dẫn. Mới đây, Yamaha Indonesia đã giới thiệu bản nâng cấp của mẫu xe tay ga Aerax với nhiều điểm nhấn về động cơ và thiết kế. Mẫu xe tay ga này hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Honda E-Blade 152-2020. Theo thông tin mới nhất từ Indonesia cho thấy nhà sản xuất Nhật Bản đã chuẩn bị để cho ra mắt mẫu Yamaha Aerax hoàn toàn mới vào năm 2021 với hàng loạt các nâng cấp. Cụ thể, mẫu tay ga này sẽ có một cuộc lột xác về ngoại hình với mục đích chính là tạo động lực học tốt hơn cho sản phẩm. Bên cạnh đó, xe cũng sở hữu hệ thống đèn pha mới, đèn chiếu hậu và đèn xi nhan đều được chuyển sang dạng LED. Đáng chú ý, phanh sau sẽ chuyển thành phanh đĩa, hiện tại xe đang sử dụng phanh tăng chống, điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn hơn cho xe. Yamaha Aerax 2021 cũng sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh ABS. Ngoài ra, xe cũng có sự hiện diện của eConnect giúp kết nối màn hình điều khiển của xe với smartphone. Động cơ sẽ không có nhiều thay đổi, tuy nhiên sẽ được hoàn thiện để tăng sức mạnh tốt hơn cho xe. Ra mắt năm 2016, đến nay Yamaha Aerax là một trong những mẫu tay ga được ưa chuộng hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á. Giá bán hiện tại của Yamaha Aerax 155 là tương đương 50 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Honda E-Blade 152-2020.